chào tất cả anh em nhé. Hôm nay đi làm về vừa hôm định lương, em mình vào chơi thì đầu tư một man, nhưng mà lúc đầu trong một man vào thì đầu tư mất 2 sen. Nay lãi được man mốt 200 yên thì mình lãi được tầm 8 sen trong vòng 2 tiếng. Phục thù hôm nọ thua mất 1 man, còn lỗ mất 2 sen nữa. Ở anh em chơi ăn non này, mình ăn non đi về đấy. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Ăn non là ăn chắc, còn đâu mà ăn dày có không được, định ăn thao nhưng không được. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá. Mọi người hãy đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé, để nhanh được kiếm tiền. Xin chào và hẹn gặp lại.